bản chất của loài giận chó, ve chó nói đến giận thì ai cũng có thể hình dung được rằng chúng là loài ký sinh trùng, sống nhờ hút máu các loài động vật. Các nhà sinh vật học đã tìm thấy trong tự nhiên có khoảng một nghìn loài giận. Thế nhưng có lẽ họ không biết đến một loài giận mới, phát triển trong cộng đồng người Việt những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21 này. Đây là loại giận đặc biệt ký sinh trong xã hội loài người, lây truyền qua các hình thức giao tiếp, nhất là trong môi trường Internet, thực chất chúng chính là những biến thể người, thoái hóa về lương tri, thui trột về tri thức, mục ruỗng nguồn cội, nhưng lại thăng hoa về tư tưởng nô lệ, vọng ngoại, xuất phát từ cái não trạng ngu dốt mà thích ba hoa, nhỏ nhen mà quen ỉ lại, hèn hạ mà hoang tưởng viền vông nguồn gốc lũ giận ngày nay có nguồn gốc từ một bộ phận việt gian bán nước hại dân làm tay sai cho lũ đế quốc thực dân pháp mỹ thuở nào sau khi bị quần chúng nhân dân cách mạng đánh đuổi chúng theo chân quan thầy trốn chạy khỏi tổ quốc để tiếp tục kiếp sống chó săn hết thời căm hận vì cuộc sống phè phỡn ăn trên ngồi chốc uống máu nhân dân của chúng bỗng bị tước đoạt chúng trở nên điên cuồng và ngày càng mất đi cái chút ít tính người còn sót lại Thậm chí bản năng chó săn của chúng cũng bị thoái hóa, khiến chúng biến thành một loại giận, chuyên kiếm sống bằng cách hút máu cộng đồng người Việt ở nước ngoài với các chiêu thức lừa đảo nhân danh, chống cộng, không còn súng ống, tàu bay, xe tăng để bắn giết, cướp bóc đồng bào, nhưng để kiếm chút bơ thừa sữa cạn, chúng chuyển sang, chiến đấu, bằng mồm, núp đằng sau tấm lá chắn, tự do dân chủ, của quan thầy tự do dân chủ những khát vọng cao đẹp của con người vốn đã trở nên lố bịch qua ngôn ngữ của đám đế quốc lại càng bị ô uế hơn khi được thốt ra từ những cái mồm thối gắn trên những cái đầu chứa đầy cặn bã của não trạng nô lệ cũng từ đó, tên gọi, giận chủ, được người ta yêu ái sáng tạo ra để đặt riêng cho cái chủng loài dị hợm này, dựa trên những âm thanh mà chúng nhai đi nhai lại một cách vô thức ngày qua ngày, hiểu một cách khác, những phẩm chất rất giận của chúng cũng khiến cho một nghìn loài giận trong tự nhiên kia, từ những giận chó, giận mèo, giận gà, giận vịt, cho đến giận lông mờ u, đều phải bái phục và vái chúng lên là chủ các loài giận những năm gần đây cùng với chính sách mở cửa của đất nước và sự phát triển của internet những mầm bệnh của bầy giận hải ngoại theo luồng gió độc tràn vào trong nước đánh thức những quả trứng giận vốn đang dục dịch và phơi nhiễm cho một bộ phận không ít những mầm non tai ương đặc điểm đặc điểm chính của loài giận là sống ký sinh trên động vật và hút máu vật chủ để tồn tại Loài giận chủ này sống ký sinh trong cộng đồng, trong xã hội, trong các cơ quan đoàn thể nhà nước nhưng chúng không tu trí góp phần xây dựng đất nước xã hội mà chỉ chờ trực cơ hội là quay ra cắn lại ở các môi trường xã hội. Chúng thường ẩn mình rất kỹ nên phải cần có thời gian tiếp xúc hoặc tinh ý lắm mới phát hiện được. Tuy nhiên, lũ giận này rất dễ nhận biết trong môi trường internet nơi chúng thoải mái bộc lộ tất cả bản chất của mình trong những trang web blog, diễn đàn, comment chúng ta có thể nhận dạng được chúng thông qua một số đặc điểm nổi bật như sau soi mói chỉ trích xuyên tạc bêu diếu các chính sách của nhà nước mà không hề đưa ra một ý kiến đóng góp mang tính xây dựng nào cả chỉ nhằm vào việc phá chứ không muốn xây chỉ bới móc đời tư cá nhân chửi bới bất chấp lý lẽ chứ không hề có một dấu hiệu nào của tri thức trong lời nói của chúng đội bố mẽo lên đầu lấy mẽo làm tiêu chuẩn cho mọi vấn đề của việt nam tóm lại với chúng dám mẽo cũng thơm xuyên tạc bôi vẽ lịch sử nhằm lộng giả thành chân biến cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước thành một cuộc nội chiến nâng tầm đám ngụy quyền tay sai thành đối trọng với chính quyền hợp pháp của nhân dân việt nam bôi nhọ xuyên tạc hình ảnh bác hồ và các nhà lãnh đạo việt nam chống cộng mù quáng không phân biệt lý lẽ không tôn trọng lịch sử đơm điều đặt chuyện về nội bộ đảng cộng sản việt nam về đời tư các lãnh đạo việt nam nhằm gây chia rẽ và tạo tư tưởng không tốt trong dư luận vân vân và vân vân phân loại một giận chúa đây là lũ giận nguy hiểm nhất vì chúng là cầu nối giữa mẫu quốc với đám giận còn lại những giận chúa này là tinh hoa của đám giận hải ngoại trải qua hàng chục năm lừa đảo, cưỡng đoạt tiền của cộng đồng Việt hải ngoại và móc phân, phân từ ngân sách dân chủ của Hạ viện Mỹ thông qua chiêu bài, chống cộng và tự do dân chủ, lũ giận này đủ sức hình thành những đường dây mafia và cả những tổ chức khủng bố như Việt Tân. Với nguồn lực tài chính có được, đám giận chúa này là nhà tài trợ chính cho những hoạt động tự do dân chủ nhân quyền trong nước thông qua các hình thức đấu tranh bằng mồm, bằng bàn phím và cả bằng bom tự chế. Nguyễn Hữu Tránh Nguyễn Trí Thiện Bùi Tín đặc biệt là Hoàng Duy Hèn hai, giận sĩ trí thức chúng thường tự xưng là nhân sĩ trí thức nhưng với bản chất nhân vô sĩ yêu nước mỹ của chúng, quan điểm cho rằng chúng xứng đáng với tên gọi, giận sĩ trí thức chí là cháy cháy thì cũng là một loại giận đây là loại giận nham hiểm nhất nấp đằng sau những vỏ bọc hoành tráng như giáo sư tiến sĩ nhà văn nhà thơ nhà báo sĩ quan quân đội chúng là thứ vũ khí cao cấp và được ưa thích nhất của đám giận chúa trong việc làm nhiễu loạn xã hội bằng cách định hướng dư luận theo hướng tiêu cực hóa với tâm thế của những kẻ bất đắc chí chúng điên cuồng chống phá và phủ nhận lại hoàn toàn những giá trị của chế độ đã từng dung dưỡng chúng và gia đình Cù Huy Hà Vũ Lê Công Định Lê Thị Công Nhân Nguyễn Tiến Trung Phạm Đoan Trang Lê Dũng Vô Va Sơn Tùng vì Việt Nam thịnh vượng, có thể có cả cán bộ cao cấp ngành ngoại giao về hưu, trung tướng và thiếu tướng công an về hưu, một số cựu chiến binh, tức là những người đã từng là quân nhân, là cán bộ chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, túm lại một phát là một đàn một lũ thoá hóa biến chất, biến thành giận, thằng cháy, và thành ve chó. 3. Giận thánh thần, đám giận này núp trong tấm áo trùng thâm hoặc áo cà sa, mượn danh thánh thần để mưu sự chuyện thế tục, đa số chúng, với truyền thống bán nước cho Chúa, bao đời, nay kết hợp với đám giận chống cộng những mong khôi phục sự cai trị của Vatican trên quê cha đất tổ mình, lũ giận này lệch lạc giữa đạo và đời nên gây nên khối chuyện bi hài trong cuộc đời, cách mạng của chúng, Nguyễn Văn Lý thích quảng độ Nguyễn Dình Thục, Đặng hữu Nam, và nhiều lắm. 4. Giận vô lại, thành phần giận này thì đông đảo nhất, bất tài vô tướng, chỉ làm cách mạng bằng thứ vũ khí duy nhất chúng có, chửi đồng. Chúng len lỏi khắp nơi, từ những chốn biểu tình yêu nước đến các diễn đàn, weblog, báo mạng, chỉ để chửi, để phun ra những gì ô uế nhất trong cái hộp sọ của chúng mà lý ra với người bình thường thì phải được thải ra từ chỗ khác bản chất chúng không khác gì mấy đám lâu la của lão quái đinh xuân thu, a dua, nịnh bợ, bốc thơm cho các giận bề trên, và quan thầy hết lời, chửi rủa đất nước, chế độ, chính quyền và những người không theo ý chúng hết, loài này gồm đầy đủ các loại màu hoang chó dại, châu điên, ve chó, loại này trần Mỹ đạt thích bình luận nhất năm Giận mầm non, là những thanh thiếu niên còn non nớt về bản lĩnh chính trị, thiếu hiểu biết lịch sử lại thừa thải ham muốn vật chất nên dễ dàng bị tác động, lôi kéo, dụ dỗ bởi đám giận già, lũ giận này sở hữu tính háo thắng, bất cần của tuổi trẻ nên dễ manh động dẫn tới quả đắng là phải ăn cứt gà sáp vì nghe những thằng già, suối bậy trẻ con. 6. Giận sữa, bao gồm những kẻ mang đầy đủ phẩm chất giận, nhưng vì nhiều lý do không dám bước qua cái ranh giới mong manh mà luật pháp vạch ra, như còn ăn cơm nhà nước, muốn dấn thân, nhưng lại sợ tù đầy, mà chỉ đứng xa xa, trên blog, họ reo, cổ vũ các giận chị, giận anh. Thậm chí, một số tuy là thân giận sữa nhưng trí trá hơn các bậc bề trên, lấy việc phản biện xã hội, chống tàu, giúp đỡ dân oan, làm bình phong nhằm mục đích vừa ghi điểm với mẫu quốc vừa kêu gọi viện trợ từ các tổ chức nhân quyền cũng như huy động tiền quyên góp từ các nhà hào tâm. Tác hại của giận mặc dù giận là loại ký sinh trùng hút máu người nhưng chúng không có khả năng làm chết người mà chỉ gây ngứa ngáy, khó chịu và làm trung gian lây truyền bệnh. Đám giận chủ này cũng không vượt quá xa trình độ của đồng loại chúng. Sự nổi trội nhất của chúng so với đồng loại là chúng có khả năng lôi kéo, dụ dỗ và chuyển hóa những kẻ có sẵn tố chất giận trở thành giận chủ như chúng. Khả năng này đặc biệt phát triển mạnh đối với loại giận sĩ trí thức một số tác hại chính của giận đối với đất nước xã hội là gây chia rẽ nội bộ đất nước làm tổn thương mối quan hệ giữa nhân dân và chính quyền bằng các thông tin xuyên tạc bịa đặt bôi nhọ gây bất ổn an ninh chính trị xã hội bằng những hoạt động chống phá như giải truyền đơn đặt mìn hoặc biểu tình nhân danh yêu nước xuyên tạc bóp méo lịch sử và gieo rắc những thông tin đổi trắng thay đen đầu độc các thế hệ trẻ việt nam vân vân và vân vân tác dụng của giận hẳn nhiều người ngạc nhiên tự hỏi cái loại ăn tàn phá hại này cũng có tác dụng ư có chứ quan điểm là bất kể cái quái gì đã sinh ra trên đời là phải có tác dụng gì đó dù ít dù nhiều đối với lũ giận này cũng vậy tác dụng lớn nhất của chúng là trở thành một loại vaccine giúp chế độ và xã hội phòng tránh được bệnh dịch tự diễn biến, tự chuyển hóa cái bộ dạng yếm thế và khôi hài của chúng giúp người dân hiểu được bản lĩnh của chúng và những kẻ đứng đằng sau chúng sự trơ tráo và điêu ngoa của chúng giúp người ta hiểu được giá trị của những gì bị chúng xuyên tạc bôi nhọ Trần Mỹ đạt tự tìm hiểu người đồng hương Lộc Ninh là tướng an ninh của mình sẽ hiểu rõ he 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 Bên cạnh đó, khả năng bới bèo da bọ của chúng cũng góp phần vào việc vạch mặt một số con sâu múp míp đang ngủ ngon trong cái kén êm ái của quyền lực. Sự rối loạn chúng tạo ra cùng với các vấn đề xã hội nảy sinh cũng là một động lực giúp đảng cầm quyền nhận thức được những nguy cơ ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ để có biện pháp cải thiện trần biên ải đảm bảo rằng thì là mà các nhà sinh vật học nhân chủng học xã hội học các triết gia chính trị gia đang nhốn nháo bàn luận xem thực ra loài giận chó ve chó mới này thuộc phạm vi nghiên cứu của ngành nào một số người cảm thán thốt lên chúng nó là giống gì sau một thời gian dài tranh luận mà vẫn bế tắc họ thở dài không lẽ phải mở thêm ngành giận học hoặc ve chó học có phải vậy không anh trần mỹ đạt